Sếp Epande cực kỳ hợp lý. Cả ngang, dứt điểm. Tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Hải Phòng, nhưng pha ghi bàn của Di Mario đã được thực hiện được thế việt vị. Di Mario đã làm tung mày với đội bóng cũ, nhưng pha lập công không được công nhận. Xin được nhắc lại là cầu thủ Di Mario đã ghi bàn vào lưới. Phản công của Thái Bình, tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Hải Phòng. Niềm vui đã đến với cổ động viên trên sân Lạch Tray. Đã thắng đến từ một pha dàn xếp phản công, tình huống cố định. Lưới của đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng đã rung lên lần thứ hai ở trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bây giờ thì chắc chắn là bàn thắng này không có lý do gì để tổ trọng tài từ chối. Đó là một pha đốt lưới nhà. Hải Huy đã nhảy lên đánh đầu, khẽ chạm vào bóng. Sau đó thì bóng đã tới vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh. Trong nỗ lực cản phá, Việt Anh đã đánh đầu tung lưới. Sự nghĩ rất mạo hiểm của Văn Công. Tỷ số là 2-0 cho câu lạc bộ Hải Phòng. Một món quà từ trên trời rơi xuống dành cho các cầu thủ Hải Phòng. Món quà đó do thủ môn Nguyễn Văn Công tặng cho cầu thủ Hải Phòng. Nếu cho Nguyễn Văn Minh một bàn thắng để giúp Hải Phòng nới rộng cách biệt. Thưa quý vị, cầu thủ số 29 Nguyễn Văn Minh ghi bàn cho câu lạc bộ Hải Phòng. Tỷ số Văn Công đã thực hiện động tác lừa bóng qua được Văn Minh ở tình huống xử lý, sau đó chuyền bóng lên cho đồng đội thì thủ môn của câu lạc bộ Hà Nội lại quá chậm chạp, và để Văn Minh văng lên chiếm khoảng trống. Chuyền xuống cho Di Mario, dứt điểm. Không vào. Tình huống phối hợp lên bóng rất nhanh của các cầu thủ Hải Phòng. Gordon Di Mario cũng đã có một pha chạy chỗ khôn ngoan và rất tốc độ để đón đường chuyền của Châu Hoàng Quang, vượt qua sự truy cản của Bùi Hoàng Việt Anh trước khi đối mặt với Văn Công. Những pha bẻ lòng của Di Mario, đội bóng đi trên khung thành. Chuyền bóng trở lại, có thể dứt điểm. Hải Huy 3-0 cho câu lạc bộ Hải Phòng. Đúng là một pha bóng mà Hải Huy không thể không ghi bàn. Một cú sút khiến Văn Công không có bất cứ một cơ hội cản phá nào. Hiệp đấu tưng bừng dành cho đội chủ sân Lạch Tray. Công khiến huấn luyện viên Chu Dê Hồ chết lặng. Còn các khán đài của sân Lạch Tray một lần nữa nổ tung. Cho tới lúc này thì đây là một trong những hiệp đấu hay nhất của câu lạc bộ Hải Phòng ở mùa giải năm nay. Hiệp đấu hay nhất mà nó lại diễn ra và được thể hiện trước đội bóng mạnh nhất của bóng đá Việt Nam vào lúc này. Sự không thể cản phá của Hải Huy, và cũng là một cơ hội mà Dũng Quang Nho giúp Hải Huy. Cơ hội cho Phan Tuấn Hải, dứt điểm rất đẳng cấp. Số được rút ngắn xuống 1-3 cho câu lạc bộ Hà Nội. Một pha xử lý ở đẳng cấp cao của Phạm Tuấn Hải. Bình tĩnh tung bóng lừa qua hậu vệ cuối cùng của câu lạc bộ Hải Phòng trước khi tung ra cú vô lê cháy lưới của chủ nhà. Bàn thắng đến ở đúng phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Bàn thắng rất quan trọng với câu lạc bộ Hà Nội vào thời điểm này. Nó không chỉ giúp, quan trọng là tinh thần của câu lạc bộ Hà Nội sẽ được cải thiện phần nào với bàn thắng rút ngắn tỷ số vừa rồi. Ở pha bóng như vừa rồi mà lại chuyền ngang và bằng ra đấm bóng của thủ môn Đình Triệu rất nguy hiểm, đánh đầu không vào, vẫn còn. Tỷ số được rút ngắn xuống 2-3 cho câu lạc bộ Hà Nội. Lại là Phạm Tuấn Hải, một cú đúp dành cho tiền đạo số 9. 2-3 và cách biệt lúc này chỉ còn một bàn thôi. Như chúng tôi đã nói, với một đội bóng nhiều ngôi sao, nhiều cầu thủ có thể định đoạt số phận trận đấu và xoay chuyển cục diện như câu lạc bộ Hà Nội, thì việc dẫn với cách biệt 2 bàn sau 45 phút đầu tiên chưa nói trước được điều gì, và tất cả vẫn ở phía trước. Trận đấu chắc chắn sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn với bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 này của Phạm Tuấn Hải.
Đình Triệu đã chơi rất hay ở tình huống băng ra cản phá trước đó, nhưng anh đã không thể về kịp để tiếp tục cản phá tình huống diễn ra ngay sau đó với một cú nhồi bóng rất nhanh của Lê Xuân Tú vào khu vực cấm địa. Sau một tình huống